Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Viesław Kukula kêu gọi quân đội và lực lượng dân sự sẵn sàng chống lại mối đe dọa thực sự từ Nga. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Rzeczpospolita, ông Kukula cho biết thêm, Warsaw phải chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước và lưu ý không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột. Theo tướng Kukula, một quốc gia chuẩn bị tốt, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và nền tảng xã hội kiên cường sẽ là thách thức lớn đối với các đối thủ. Bình luận của ông Kukula phản ánh truyền thống của nhà lãnh đạo Ba Lan trong việc áp dụng lập trường cứng rắn đối với Nga, cũng như xét đến mối quan hệ bất ổn trong lịch sử của hai nước. Tiềm năng quân sự của Moscow vẫn đang rất lớn, với nguồn nhân lực và nguyên liệu thô mạnh mẽ, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động có khả năng duy trì, mở rộng năng lực quân sự. Tướng Ba Lan lưu ý, ý định của Nga đã được truyền đạt rõ ràng qua Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Ngoài ra, ông Kukula cho rằng tham vọng quân sự của Điện Kremlin hầu như không thay đổi kể từ cuối năm 2021. Tướng Ba Lan tuyên bố, Nga có thể khai thác kịch bản như NATO chia rẽ hoặc sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Thái Bình Dương để tăng cường hành động quân sự. Ngoài ra, Ba Lan cũng cần phải cảnh giác với những điểm yếu chiến lược. Ông Kukula giải thích, mục tiêu của chúng tôi là ngăn cản Nga khỏi hành động gây hấn, đồng thời lưu ý biện pháp phòng thủ của Ba Lan nên được kết hợp với quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông cho rằng năng lực răn đe đòi hỏi kết hợp giữa đầu tư nguồn lực cho quân sự và quyết tâm của công chúng. Moscow liên tục phủ nhận mọi ý định tấn công NATO. Tổng thống Nga Putin gần đây mô tả những cảnh báo về sự gây hấn của Nga đối với Tây Âu là vô nghĩa. Gần đây, Ukraine đã phát triển một loại tên lửa tiên tiến có khả năng tấn công tới Moscow, tiềm năng gây ra tác động lớn trong xung đột với Nga. Các chuyên gia cho rằng, với tầm bắn hơn 500 km, tên lửa Hrim-2 có thể mang theo đầu đạn 500 kg với độ chính xác đáng kể. Hrim-2 được kỳ vọng là bước tiến lớn so với tên lửa hiện tại mà Ukraine đang sử dụng trên chiến trường là Tocchka có từ những năm 1970. Điều này có nghĩa là Ukraine hiện có thể bắn tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ hoặc các đồng minh khác để sử dụng vũ khí của họ, như tên lửa hành trình Storm Shadow. Tên lửa tầm xa mới của Ukraine được phát triển theo một dự án dài hạn trị giá 300 triệu đô la Mỹ và cũng nhận được 40 triệu đô la Mỹ tài trợ về nghiên cứu và phát triển từ Saudi Arabia. Dự án được thúc đẩy nhanh chóng sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Ông Ihor Chenev, Chủ tịch Phái đoàn Ukraine tại NATO cho biết, sau 10 năm phát triển, hiện tên lửa đã sẵn sàng hoạt động. Ông Chenev nói, sẽ sớm có những kết quả cụ thể mà không chỉ Ukraine mà cả Liên bang Nga đều thấy. Các chuyên gia quốc phòng nói với tờ The National rằng điều này gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Nga. Và nếu KB Pipdenne, nhà sản xuất tên lửa ở Dnipro, miền đông Ukraine, có thể chế tạo số lượng lớn và xây dựng một kho dự trữ lớn. Nhà phân tích quân sự Tim Ripley cho biết, trước đây Ukraine chưa có khả năng này và nếu họ có thể tấn công tới Moscow thì đó là bước tiến lớn về khả năng tác chiến, nhưng chỉ khi họ có thể đưa Hrim-2 vào hoạt động ở quy mô lớn. Nếu muốn có tác động quyết định, họ phải chế tạo thật nhiều tên lửa như vậy và phải chống lại được các biện pháp đối phó tác chiến điện tử của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng công bố, Ukraine đã thử nghiệm thành công lần đầu tiên một tên lửa mới, dường như là Hrim-2 vào tháng 8. Khi Hrim-2 được chuyển giao cho các đơn vị tiền tuyến, quân đội Ukraine sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn và gây thiệt hại nhiều hơn cho phía Nga. Tuy nhiên, đòn tấn công chưa thể tạo ra tác động ngay lập tức và rõ ràng đến tiền tuyến ở Ukraine. Bởi thiếu đạn dược, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không phải là vấn đề lớn nhất của Ukraine. Vấn đề lớn nhất là thiếu binh sĩ được huấn luyện. Việc cho nổ tung sân bay, nhà máy hoặc cơ sở lọc dầu có thể ngăn cản tần suất không kích của Nga, cũng như dần dần hạn chế nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng cho các lực lượng Nga và gây tổn thất cho nền kinh tế Nga nói chung. Nhưng tên lửa Hrim-2 không thể ngăn các trung đoàn Nga tràn vào các đơn vị đồn trú của Ukraine ở nhiều thành phố và thị trấn dọc theo tiền tuyến, bởi Nga hiện vẫn áp đảo về số lượng binh sĩ và hỏa lực so với quân đội Ukraine. Đây là lý do các lực lượng Nga dù tiến quân chậm nhưng đều trên các tiền tuyến Ukraine trong nhiều tháng nay. Đối mặt với số lượng binh sĩ Nga áp đảo, quân đội Ukraine ngày càng lộ rõ bị kiệt sức. Trong bối cảnh sau khi ông Donald Trump đã chiến thắng thuyết phục để trở thành Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa lên tiếng bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump từng tuyên bố về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trước diễn biến này, Thủ tướng Slovakia cho rằng lời hứa mới của ông Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sẽ khó thực hiện. Thủ tướng Fico lập luận rằng việc cắt giảm đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine có thể là con đường giải quyết vấn đề, đồng thời khẳng định cuộc chiến sẽ không kết thúc chừng nào phương Tây còn ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Thủ tướng Fico cũng nhấn mạnh, Slovakia sẽ gửi viện trợ theo khả năng và bác bỏ ý tưởng Liên minh châu Âu phải chịu mọi chi phí nếu Mỹ rút lại sự hỗ trợ cho Kiev. Giới phân tích cho rằng, các tuyên bố này nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ của các nước phương Tây dành cho Kiev, từ đó sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng hoặc đồng ý với các điều khoản của Nga. Thủ tướng Fico cũng có lập trường giống với Thủ tướng Hungary và có mối quan hệ khá tốt với Nga. Ông Fico cũng nhắc lại lập trường phản đối viện trợ cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Budapest, khẳng định nếu ông Donald Trump cắt giảm hỗ trợ của Mỹ, Slovakia sẽ phản đối bất kỳ đề xuất nào về việc EU sẽ chịu toàn bộ gánh nặng viện trợ. Tuy nhiên, mặc dù thường có giọng điệu cứng rắn, nhưng ông Fico vẫn chưa phủ quyết hoặc chặn bất kỳ khoản viện trợ nào của EU cho Ukraine. Thủ tướng Fico cũng tuyên bố rằng khi ông nhìn thấy ông Zelensky trong Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Budapest, Hungary vào ngày 7 tháng 11, nhà lãnh đạo Ukraine có vẻ rất lo lắng. Ông Fico nói với người dẫn chương trình, "Bạn đã bao giờ thấy một người lo sợ rằng xung đột sẽ kết thúc chưa? Tôi đã thấy người đó và tên ông ấy là Zelensky." Đồng thời nói thêm rằng ông Zelensky có vẻ sốc khi ông Trump thắng cử và có thể có sự dừng lại đối với viện trợ từ Mỹ. Cho đến nay, ngoài lời hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi chính thức nhậm chức, đội ngũ của ông Donald Trump vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về cách vị tổng thống đắc cử sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Và trên thực tế, ông Trump cũng không thể làm được điều đó nếu chưa tuyên thệ nhậm chức, vì cho đến trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông Trump vẫn sẽ không có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cho đến lúc đó, ông Joe Biden vẫn là tổng thống. Theo các nguồn tin, sau khi chính thức nhậm chức, tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thành lập một nhóm để giải quyết vấn đề Ukraine. Chỉ khi đó, ông mới có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Không thể có hai chính phủ ở Washington với quan điểm đối lập trực tiếp. Sau thời điểm đó thì mới có thể nói đến triển vọng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine. Bom lượn thông minh Grom E2 là một trong những vũ khí công nghệ cao mới nhất của Nga. Loại vũ khí này sẽ nằm trong cấu hình tiêu chuẩn của các chiến đấu cơ Nga, đặc biệt là Su-57. Grom E2 nặng 600 kg và tầm xa lên tới 120 km, với thiết kế dùng trọng lực và khí động học để có thể lượn trên không trước khi lao vào mục tiêu. Vì không cần động cơ, nên loại bom này có khoảng trống để chứa các hệ thống điều khiển cánh cũng như hệ thống nhận diện mục tiêu. Đáng chú ý, phần lớn không gian của Grom E2 được dành cho đầu nổ với tổng trọng lượng lên tới 480 kg. Grom E2 do công ty tên lửa KTRV thiết kế. Chúng chính thức được ra mắt trong triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2015. Gần đây, Nga bắt đầu sử dụng loại bom hàng không có độ chính xác cao Grom E2 để thực hiện những cuộc oanh tạc vào Ukraine. Với đặc điểm kỹ chiến thuật vượt trội, loại đạn này cho phép máy bay quân sự Nga tấn công các mục tiêu, trong khi vẫn ở ngoài tầm bắn của phòng không đối phương. Theo tờ The Telegraph, những trận oanh tạc như vậy đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu ở Kharkov, Kherson và Minograd nằm trên khu vực Donetsk. Trong khi đó, các phiên bản mới nhất của Grom E2 có sức công phá lớn hơn, do được lắp thêm đầu đạn phân mảnh sức nổ cao thay cho động cơ tên lửa với khả năng tấn công không chỉ tàu chiến, mà còn tất cả các mục tiêu trên mặt đất, bao gồm cả vật thể kiên cố và xe bọc thép, ngay cả đối tượng đang di chuyển. Đặc điểm thiết kế của loại đạn này bao gồm thực tế là tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và mục tiêu đã chọn. Bom hoặc tên lửa sẽ được trang bị không chỉ các loại đầu dẫn đường, mà còn cả đầu đạn khác nhau, giúp mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng. Các loại đầu đạn nổ mạnh, gây cháy, chùm và cả nhiệt áp sẽ làm tăng hiệu quả tác động lên mục tiêu. Việc kích nổ được thực hiện ở độ cao từ 6 đến 12 mét, được xác định bằng cảm biến Grom D tích hợp sẵn. Trước đây có thông tin cho rằng các cuộc tấn công tầm xa từ Nga đã trở thành một khó khăn đối với lực lượng Ukraine, vì hệ thống phòng không hạn chế của họ không phải lúc nào cũng có thể đánh chặn những loại đạn như vậy, bắn từ khoảng cách lớn. Tiêm kích Su-57 do Nga chế tạo liên tiếp gây ngạc nhiên cho các chuyên gia quân sự quốc tế khi nhiều tính năng đặc biệt chỉ được hé lộ trong thời gian gần đây, cho thấy việc phát triển chiếc máy bay đang đi đúng hướng. Su-57 nổi tiếng với khả năng tấn công tầm xa thông qua các loại tên lửa Kh-69, R-37M và nay nó đã có thêm phương tiện hiệu quả trong những trận chiến tầm gần. Bên cạnh đó, trong đợt tấn công vào Odessa của Ukraine mới đây, tiêm kích Su-57 Nga đã sử dụng chế độ quái thú khi mang tên lửa dưới cánh, bất chấp điều đó sẽ khiến chúng mất khả năng tàng hình. Tuy nhiên, ngay cả khi không có khả năng tàng hình hoàn toàn, Su-57 vẫn có khả năng tiết áp đối phương nhờ các cảm biến tiên tiến, thiết bị điện tử hàng không và hiệu suất bay vượt trội. Điều này đặt ra câu hỏi về cách sử dụng Su-57 của không quân Nga trong chiến đấu. Trong một số trường hợp, các giá treo bên ngoài máy bay có thể được sử dụng để tăng tải trọng vũ khí khi xuất kích và nó được gọi là chế độ quái thú, bất chấp điều đó sẽ làm giảm khả năng tàng hình. Về mục đích sử dụng chế độ quái thú của Su-57, Có thể là do Nga muốn tìm ra những chiến thuật mới để dòng chiến đấu cơ thế hệ mới phát huy hết vai trò của mình. Một lý do khác là không quân Nga muốn tối ưu hóa các phi vụ chiến đấu, giúp tích lũy thêm kinh nghiệm bay cho phi công vì số lượng Su-57 đưa vào biên chế đang tiếp tục tăng. Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar, mảng định pha chủ động AESA, hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, chân bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14-16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không, dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.